đám tang được diễn ra nhanh chóng. Cả gia đình chú Trường, gia đình chú Mạnh đều hoang mang tột độ vì trong vòng vài chục ngày ngắn ngủi mất tận ba mạng người. Bà mừng đau đớn nhất, bà gạo thét bên quan tài của cả con và cháu xấu số. Ôi con ơi, cháu ơi, sao cả hai lại ra đi thương tâm thế này? Ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm giết chết các con và cháu của tôi? Tôi có làm gì sai đâu mà ông lại bắt các con các cháu của tôi. Ông có giỏi, ông bắt tôi đi, để các con tôi được sống. Tiếng gào thét, tiếng khóc than ai quán, giang khắp sớm. Ai nấy đều thấy đau lòng, cảnh người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh. Chú Mạnh gần như phát điên trước cái chết của con trai và em trai. Chú thẫn thờ như người mất hồn. Bạn bè hàng xóm cũng tập trung an ủi, động viên, chia buồn, nhưng chú bỏ ngoài tai tất cả. Ngắm cho cùng, chú bị như vậy cũng đúng làm gì có ai trong thời gian ngắn ngủi phải trải qua nỗi đau mất mát lớn như ấy là có thể bình tâm như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc qua đi, sau khi cúng tuần đầu cho con và cháu, bà Mừng nhất mực yêu cầu chú Mạnh tìm thầy về lập đàn cắt dây oan nghiệt chướng. Chú Mạnh mặc dù không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng cũng không phản ứng gây gắt như trước. Tuy nhiên, chú lại cấm vợ không cho phép mời thầy moi về nhà làm lễ vợ chú mặc dù nghe mọi người nói chuyện trùng tang với nghiệp chướng cũng lo sợ nhưng không dám làm trái ý chồng cô thiêm thì khác cô nghe người ta giới thiệu thầy Mo nào cũng đem ảnh thờ của chồng lặn lội đi xem tất cả các thầy xem đều phán là nhà cô có trùng tang các thầy yêu cầu cô phải lập đàn giải trùng và cắt dẹo ăn nghiệp chướng. cô thiêm đem chuyện về lại nói với mẹ chồng và gia đình bắt mạnh đáng tiếc bắt mạnh nhất mực không nghe bà mừng giận con trai, bò ra đất mà khóc. Mạnh ơi, mẹ cắn cơm cắn cỏ mẹ lại con, không lẽ con muốn nhà này mất thêm người nữa, con mới vừa lòng hay sao? Chú Mạnh đáp, mẹ đừng tin lời mấy kẻ buôn thần bán thánh ấy, còn nhắc lại cho cả nhà nhớ, ai muốn rước cái thứ thầy mo về nhà này thì bước vào cái xác con trước. Cô Thiêm, anh Mạnh, sao anh ngang như cua thế, giờ mình giận tan trắng, chồng em chết rồi, hai con anh cũng chết cả rồi, nếu anh không làm thì em làm cô thiên quyết tâm làm cho bằng được bà mừng ra sức ủng hộ được nếu thằng mạnh không làm thì chị thiên làm cho tôi bà mở tủ lấy ra một bọc tiền đưa cho cô thiên mẹ không có nhiều tiền con cầm thêm vào mời thầy về lập đàn chú mạnh giật lại túi tiền mà rằng mẹ đừng mù quáng nữa bao nhiêu nhà tiền mất tật mang vì cái lũ thầy bối thầy cúng mà mọi người chưa hiểu hay sao bà mừng quát anh là thằng con hư đốn anh tiếc tiền không làm thì tôi làm anh không có quyền ngăn cấm nếu anh còn mở miệng ra nói thêm một câu nào nữa thì anh cút đi cho tôi tôi từ mặt anh bà mừng thúc lên câu từ mặt làm cho chú mạnh cũng bất ngờ cô thư vợ chú mạnh vội kéo lấy tay chồng ra hiệu chú nghe lời mẹ chú mạnh tức giận bỏ đi không đòi coi với cả nhà chuyện lập đàn giải trùng ngày sáng hôm sau cô thiêm và cô thư chở bà mừng đến gặp thầy mo Tâm nhờ thầy giúp nhà lập đàn giải trùng. Nhà thầy ở ngay mặt đường thôn, bên cổng vẫn còn bụi tre. Bà mừng bước chân tới cổng nhà thầy, mà người bỗng dưng xa sầm, bà chao đảo dịnh tay vào tường. Cô thư lo lắng, mẹ, mẹ thấy không khỏe ở chỗ nào, hay con đưa mẹ về nghỉ ngơi, hôm khác rồi gặp thầy sao? Bà mừng xua tay, không cần đâu con, mẹ tự nhiên bị ồ tay, đầu mẹ cứ văng vẳng những âm thanh lạ lắm, nhưng nhưng mẹ không sao, chúng ta vào nhờ thầy sớm cho được việc ba mẹ con bà mừng tới khá sớm nên thầy còn chưa dậy con trai thầy thấy nhà có khách mới lật đật báo thầy một lúc sau thầy chậm chậm đi ra phòng thấy khách đi bà thầy chép miệng mới sớm mai mà ba người phụ nữ đi xem thì xem được cái gì cô thêm dội giải thích thưa thầy là con đây ạ à. hôm trước con có tới nhờ thầy rồi hôm nay con dẫn mẹ con và chị dâu tới nhờ thầy giúp chuyện gia đình Thầy kéo trễ cặp kính xuống, hơi nhướng mắt nhìn về phía cô Thiêm, rồi gật đầu. Tôi nhớ chị, chị ở cái nhà có trùng tang đúng không? Thế gia đình đã bàn bạc bà quyết định lập đàn hay chưa? Tất cả kinh phí, lễ nạp và quy trình làm lễ, mọi người nắm rõ hay chưa? Bà Mừng đáp, thưa thầy, tôi cũng nghe con dâu nói chuyện tối qua, sáng nay tôi phải tới tận nơi nhờ thầy cho phải đạo. Thầy có gì dặn dò chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo. Thầy gật gù vào lấy ra mảnh giấy và một cuốn sổ. Thầy đưa mảnh giấy cho cô Thiêm. Đây là quy trình làm lễ và đồ lễ cần sắm sửa và chuẩn bị. Cô Thiêm, mong thầy làm cho con sớm hơn một chút, cho an tâm thầy ạ. À? Thầy mở cuốn sách xem ngài rồi đáp. Giải trùng này khó lắm, không phải ai muốn làm là cũng làm thành công đâu. Tôi phải nghiên cứu chọn ngày phù hợp cho lập đàn. Thầy xem tới xem lui rồi ấn định ngày lập đàn là 5 ngày sau thầy dặn dò gia đình phải cầm tờ lễ ấy đến đúng nhà bán mã mà thầy ghi trên địa chỉ để sắm lễ. Cô Thư định về gần nhà sắm lễ cho tiện, nhưng thầy Phật ý. Thầy nói, tôi dặn mua lễ ở đâu thì cứ đến thẳng ấy mà mua. Cô đưa tờ lễ này cho họ là ác họ sắp cho đủ, chứ mua chỗ khác thiếu một chút hay lễ không chuẩn theo yêu cầu thì có việc gì không hay phát sinh, gia đình phải tự chịu trách nhiệm. Thầy nói vậy thì gia đình buộc phải làm theo, cô Thư phải thuê hẳn chiếc xe ô tô chở lễ về nhà vì quá nhiều. Sau khi gia đình quyết mời thầy đến làm lễ giải trùng thì cô Thiêm hay nằm mơ thấy giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, cô nghe thấy tiếng gạo thét rất thảm thiết. Bao nhiêu lần cô giật mình giữa đêm lạnh mà sợ thoát mồ hôi. Cô lặng lặng ra bàn thờ chú trường thắp hương khấn lại chú. Sống khôn thác thiên phù hộ cho gia đình may mắn qua được tai kiếp. Từ lúc cô nghe thầy phán trùng tang, cô sợ hãi vô cùng vì cô lo cho tính mạng thằng Long. Chồng cô không may chết oan nghiệt, nếu con trai cô lại không may bị trùng bắt, chắc cô thắt cổ tự dẫn cho xong, chứ không thiết sống tiếp. Các con cô ở nhà với cô vài ngày rồi lại tiếp tục đến trường học. Riêng thằng Long đã trở lại bình thường, nhưng nghe tin bố dạng tuấn chết do bị điện giật thì trở nên điên loạn. Bác sĩ phải tăng liều thuốc an thần cho cậu. Cô Thiêm lo ngại con trai sẽ bị hoán loạn nên nhờ bắt giữ lại Sài Gòn chứ không cho về nhà làm lễ giải trùng cùng mọi người. Ngày lập đàn giải trùng, chú Mạnh Quyết không ở nhà mà bỏ lên cơ quan từ sáng sớm. Thầy Tâm dẫn theo 6 thầy khác nữa đến thẳng vào nhà cô Thiêm làm lễ. Mọi việc được sắp xếp, bài trí ổn thỏa từ sớm nên các thầy tới là tiến hành cúng đàn lung. Các 7 thầy cùng liên tục từ sáng sớm đến tận 12 giờ trưa mới tạm nghỉ gia đình cô thiêm chuẩn bị cơm trưa cho các thầy ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi một tiếng để chiều tiếp tục cúng bái mâm cơm vừa bê lên thầy trợn mắt quát sao mấy người lại cho chúng tôi ăn đồ cúng ma cô thư giật mình thưa thầy cơm chúng con làm riêng không phải đồ cúng thầy ạ à? thầy lắc đầu tôi chắc chắn trong mâm cơm này có đồ cúng giờ chúng tôi mà ăn thì chắc chắn chiều không thể làm lễ được nữa bà mừng kế tại cô thư thì thầm Thầy tin anh thật đấy, con gà kia là đồ cúng, mẹ đưa cho con chặt. Cô Thư tái mặt, sao mẹ lại làm thế, thầy giận thì phải làm sao? Bà mừng giỏi nói lớn, mong thầy thông cảm bỏ qua cho tôi, tôi già nên lắm cẩm, tôi sẽ bỏ đĩa gà đi ngay thầy ạ. À? Thầy gật gù, được rồi, bà bỏ gà đi, thay hết mắm bằng muối ớt cho chúng tôi. Cô Thiêm mừng rỡ ra mặt, chị thấy thầy giỏi không, đến cả mâm cơm có đồ cúng mà thầy còn phát hiện được xem chừng việc nhà ta giao cho thầy là yên tâm. Mấy đêm em ngủ, toàn mơ thấy ác mộng nên sợ lắm. Em trong từng ngày cho đến hôm nay. Nói dại chứ, lỡ mà không tìm được thầy, không giải được trùng thì chắc em cũng chết chứ không sống nổi. Cô thư đáp, thiếm đừng nói gỡ, thầy đã ra tay thì chắc chắn không có chuyện gì đâu. Qua ngày hôm nay thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Tôi lo chành mạnh lắm, anh ấy ngang lắm, lại không tin mấy chuyện này cô còn con cái chứ tôi hết thật rồi giờ anh mạnh mà gặp sự cố gì chắc tôi cũng không thiết sống nữa cô thư vừa nói vừa lấy tay lao nước mắt kể từ khi thằng tú đột ngột qua đời cô như kẻ mất hồn may mắn có mẹ chồng trò chuyện an ủi nên cô cũng bớt đau thương vậy mà đùng một cái tinh dữ thằng tú điện giật chết làm cô thêm một phen bàng hoàng bao nhiêu đêm cô khóc lóc vì thương các con cô cũng lén chồng đi xem thầy nhưng chồng cô biết lại mắng chửi chì chiết nên cô cũng không dám làm trái ý chồng mai thai có thím thêm và mẹ chồng mạnh dạn làm tới nên cô còn có chỗ dựa bà mừng thương con thương cháu cũng sống đau thương lại pháp phỏng lo âu bao nhiêu ngày liền bà hay mơ thấy cháu nhưng giấc mơ rất mờ nhạt bà gần như không nhớ nổi cháu nói gì ngoài trừ những câu kêu chết oan và những lời kêu gào thảm thiết bà hay than trách ông trời sao bất công chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại đoạt đi mạng sống của một người con trai, hai người cháu trai của bà. Bà thắp hương gia tiên, kêu cậu, nhưng lời kêu cầu của bà dường như không được đáp lại. Nước mắt bà rơi quá nhiều ở cái tuổi đáng lý phải vui vẻ quay quần bên con cháu. Các thầy nghỉ ngơi đúng một giờ chiều, lại tiến hành làm lễ cắt dây ăn nghiệp chứng. Thầy Pháp cầm trượng múa may luôn miệng đọc các câu thần chú. Tiếng thầy cúng gian lên đều đều, từ giờ này qua giờ khác. 7 giờ tối, thầy lại nghỉ ngơi ăn uống rồi chuẩn bị cúng tới đêm. Chú Mạnh đi làm về, nghe tiếng cúng bái khó chịu đóng sầm cửa lại. Sau 8 giờ, thầy lại tiếp tục làm lễ, khiến chú Mạnh thấy đầu óc căng thẳng. Tới 10 giờ, chú Mạnh sang nhà cô Thiêm gọi vợ về. Cô thường thấy vậy bèn nói, Mình về nhà nghỉ ngơi, em ở đây với mọi người, chờ làm lễ xong thì sẽ về. Chú Mạnh tức giận, cúng bái ầm ý thế này phá làng phá sớm mấy người không định cho làng sớm nghỉ ngơi hay sao bà mừng chỉ tay vào chú mạnh mà rằng anh đi về cho tôi ở đây là chỗ cúng bái linh thiêng cần người tính tâm chứ không cần người phá đám nếu anh không đi tôi quét anh đi chú mạnh trao mày được vậy con ngồi đây xem mấy kẻ buôn thần bán thánh này bắt mai giải trùng ra làm sao nếu họ không bắt được ma thì con bắt họ vì tội tuyên truyền mê tính dị đoan trời càng ngày càng khuya tiếng cúng bái vẫn vang lên đều đều Thầy Pháp cắt dây tan, bỏ vào thùng lửa, cháy bùng bùng. Mọi người ai nấy đều tập trung, dồn vào cái thùng lửa đặt giữa canh đàn. Thầy Tâm cúng giọng gấp gáp hơn bình thường, ánh lửa bùng lên rồi từ từ tắt liệm. Thầy Pháp mỉm cười gật đầu với gia đình, báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Thầy Tâm đọc nốt bài cúng, cũng đứng dậy tươi cười nói với mọi người. Vậy là xong rồi, canh đàn coi như thành công mỹ mãn, gia đình muốn kiệu dông người thân lên nói chuyện hay không? Bà mừng khóc từ nãy đến giờ, nghẹn ngào đáp. Gia đình tôi đổi ơn các thầy. Các con và cháu tôi ra đi đột ngột, không kịp trăn trối điều gì. Nếu thầy có thể kiệu dòng làm phúc cho gia đình, thì chúng tôi đổi ơn thầy lắm lắm. Thầy gật gù, quay vào giữa canh đàn, gõ mỏ, trung chuông và xin âm dương. Gió bắt đầu thổi mạnh, làm nhà bạc giữa sân, trung lắc, nghiêng ngã. Thầy bóng dưng ngưng tay chuông đột ngột, quay ngoắt ra ngoài quát lớn dòng vừa mới tới là ai mau khai tên tuổi dòng có quan hệ thế nào với gia chủ không gian im ắng lạ thường chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá ngoài giường vọng lại thầy pháp bỗng dưng ngồi thụp xuống đất miệng thầy phát ra âm thanh gầm gừ thầy tầm thấy vậy rồi xoay người hướng về phía thầy pháp mà hỏi dòng màu khai tên tuổi cho mọi người biết thầy pháp không đáp chỉ khẽ nhếch mép cười tiếng cười bỗng dưng the thế vang lên làm mọi người nghe thấy cũng lạnh cả sống lưng chú mạnh đang ngồi bên ngoài thấy sự lạ đứng dậy vào trong canh đàn quan sát một lượt chú nhíu mày định hỏi thầy pháp thì thầy bất chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt chú ánh mắt thầy pháp trực tia đỏ làm chú mạnh thoáng giật mình lùi lại phía sau một bước thầy tầm hơi chột dạ bèn lớn tiếng quát dòng kia ở đâu tới đây mau khai tên tuổi cho ta biết dòng quát mắt nhìn về phía thầy tầm rồi nghe răng gầm gừ những âm thanh khó nghe thầy chao mày không lẽ là quỷ ư thầy nói rồi đưa tay vào trong chiếc ba lô tìm kiếm thứ gì đó nhưng trong hồn nhập vào thầy pháp mau chóng lao tới đưa hai tay bóp lấy cổ thầy thầy tầm bị hoảng vội giữ chặt cánh tay thầy pháp lại mà hô hoáng mau dùng bùa hãm ngay cái vong này lại nó đang bị phấn khích thái quá Thầy cố gắng nói thêm nhưng bàn tay siết chặt cổ khiến thầy không mở miệng ra nói nổi một câu. Cổ họng thầy bị siết chặt tới không thở nổi, mắt thầy trợn lên. Năm thầy còn lại thấy vậy lập tức rút kiếm và bùa trấn ma ra lập trận trục phong khỏi thân thể thầy Pháp. Những lá bùa bị đốt cháy rồi thả vào chậu nước đặt trên bàn tam cấp, từ sáng được dội thẳng lên người thầy Pháp. Tiếng thầy gầm gú lên giận dữ rồi từ từ gục xuống đất. Thầy tầm bây giờ mới được thả lỏng ra sức hít thở lấy dưỡng khí. Thầy mấp mái mồi, mà mau, mau lấy nước lạnh rửa mặt cho thầy Pháp. Mọi người cuốn cuồn làm theo lời thầy Tầm nói. Riêng chú Mạnh đứng quan sát động thái của bảy thầy Pháp lẫn thầy cúng suốt nãy giờ. Chú chậm rãi hỏi. Vậy là xong rồi sao? Con ma cũng chỉ đến như vậy hay sao? Vong oán phần 20 Tác giả Hà Dương Phú Dương Thầy Tầm đã già lại vừa bị thầy Pháp bóp cổ, thở không ra hơi. Nghe thấy chú Mạnh hỏi vậy mới tức giận. Anh hỏi vậy là có ý gì? Chú Mạnh khẽ nhếch mép. Tôi đang hỏi mấy người đó, lừa đảo, buôn thần bán thánh, ma quỷ gì? Chẳng qua chiêu trò của mấy người, hòng móc tiền của những người mê tín mà thôi. Tôi chưa khi nào tin mấy trò mèo này và cũng không khi nào tin chuyện ma quỷ. Chú Mạnh vừa dứt lời thì bà Mừng trợn mắt lên, lao vào chú Mạnh dùng hết sức siết cổ chú Mạnh bất ngờ bị mẹ bóp cổ, nhưng dùng sức gạt tay bà Mừng ra mà gằn giọng. Mấy người định làm trò gì nữa, mau dừng mấy trò ma quỷ lại cho tôi. Bà Mừng không hề dừng tay lại mà ngán chân chú Mạnh làm chú ngã giật xuống đất. Ánh mắt bà dữ tận, miệng bà gian lên âm thanh hừ hừ tận trong cổ họng. Tay bà nhanh chóng giữ lý cổ chú Mạnh ra sức siết. Chú Mạnh bị đánh bất ngờ và người đánh lại là mẹ của mình nên không dám phản đòn, chỉ đưa tay ra đỡ Chú quát lên Mẹ có thôi ngay đi không Ánh mắt bà nhìn khác thường Kèm theo lực của cánh tay Khiến chú Mạnh hơi chột dạ Thầy tầm quát to Mau nó quay lại rồi Mau dùng trận pháp bắt lấy nó 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 đang mạnh dần lên Hai chị em cô Thư và cô Thiêm sợ hãi Không dám nhúc nhích chân Bảy thầy lập tức đứng dậy lập trận thiên la địa võng Quyết trục và nhốt vòng đang nhập vào bà Mừng lại Tiếng rít vẫn đang đều từ trong họng của bà Mừng khuôn mặt bà bỗng nhìn lạnh lùng và dữ tợn đến lạ. Chú Mạnh còn không khỏi bàng hoàng vì sự thay đổi của mẹ mình. Các thầy độc thần chú liên tục rồi dùng bùa trấn vòng. Nhưng lạ thay, cái vòng ấy không hề nao núng. Nó dường như không hề sợ hãi mấy lá bùa trấn ma của thầy Pháp và thầy Mo. Thầy Tầm sau cùng rút thanh kiếm có trị chú, quyết định một nhát tử cho cái vòng. Cô Thư thấy vậy sợ mẹ bị thương nên lao vào đỡ lấy nhát kiếm phép. Tuy kiếm không làm cô bị thương nhưng cô lại lỡ đà lao thẳng vào người bà mừng làm hai mẹ con ngã lăn xuống đất chú mạnh bật dậy đỡ mẹ bà mừng thở không ra hơi mẹ mẹ không giữ được tay chân mình có cái gì lạ lắm thầy tầm nhìn quanh khắp căn đàn thầy thận trọng đưa mắt dò từng ngóc ngách trong sân chiếc kiếm phép trên tay thầy đột nhiên lóe sáng thầy bị bàn tay vô hình giữ chặt một tay một tay đâm thẳng nhắc kiếm về người chú mạnh chú mạnh bàng hoàng sửng suốt nhưng nhanh nhẹn tránh sang một bên và tung một cước đạp trúng người thầy tầm. Thầy già sức yếu bị trúng một đạp của chú Mạnh thì ngã lăn ra góc sân, chiếc kiếm bị văng ra phía xa. Thầy Pháp thấy vậy nhất cây trượng lao thẳng về phía thanh kiếm. Thanh kiếm rung lên rồi nằm im dưới chân trường của thầy. Thầy cúng khác vội vã đỡ lấy thầy tầm hỏi han Thầy sao rồi, chúng ta có trấn nổi nó hay không? Thầy tầm đưa bàn tay gầy gục, quệt vết máu rơm rướng trên miệng mà thở hắt mạnh nó không sợ bộ chú của tôi. Các thầy dùng cách khác đi. Thầy Pháp giơ cao cây trượng lên hô to. Ma quỷ nơi nào về đây làm loạn, mau mau báo tên tuổi rồi theo ta tu đạo siêu thoát vào kiếp nhân sinh. Nếu người không ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ dùng trượng này đánh cho người tiêu tan, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh. Không gian trở lại vẻ yên lặng vốn có. Thầy Tâm bất ngờ đứng bật dậy, đầu thầy hơi lắc nghiêng về một phía cái cổ thầy nhìn như có vẻ lỏng lẻo giống hệt như cái xác bị ngẹo đầu ai nấy nhìn cảnh tượng ấy đều kinh hoàng và sợ hãi bà mừng thốt lên lúc nãy mẹ cũng có cảm giác cái đầu muốn gãy ra khỏi cổ như vậy không lẽ con ma lại nhập vào thầy tầm rồi ư Tức thải nghe lời bà mừng nói lại thêm phần sợ hãi chú mạnh dơ nắm đấm lao thẳng về phía thầy tầm hô to tôi đánh chòm lòi con ma ra thì thôi chú vừa dứt lời thì nắm đấm cũng vung trúng mặt thầy tầm, làm thầy lần nữa ngã lăn lóc ra sân. Lần này thầy không còn sức mà ngồi dậy nữa. Mấy thầy mo chạy tới đỡ lấy thầy tầm và quát chú mạnh. Anh kia, anh có là người không? Sao anh lại ra tay đánh một ông già? Chú mạnh quát. Kẻ nào làm ma quỷ ở chú này, tôi đánh cho không thấy đường mà chạy. Thầy tầm rung rung đôi tay, miệng thều thào. Đi, chúng ta không đủ sức đấu trận này. Tôi đuối rồi, nó mạnh lắm, không dễ như tôi nghĩ các thầy nghe vậy thoáng chốc kinh ngạc cô thêm giỏ giả hỏi thầy ơi thầy nói vậy là sao ạ à? bảy thầy lập đàn cúng từ sáng đến giờ mà không giải nổi trùng tan hay sao thầy tầm nói giọng rất nhỏ trùng là một chuyện mà ám lại là chuyện khác sức tội có hạn tôi không giúp được gia đình cô lần này rồi nó mạnh lắm mọi người nên tìm người khác tới giúp thì hơn cô thư cũng giỏi nói vậy là thầy đem con bỏ chợ hay sao gia đình tôi đã mất cả đống tiền của vào canh đàn này, các thầy không thể nói bỏ là bỏ được. Thầy tạm phức tay. Trả lại, tôi trả lại tiền cho gia đình. Tôi không làm vụ này, tôi làm tiếp sẽ không sống nổi mà về nhà đâu. Thầy nói rồi rút tiền trong ba lô ra đưa trả cho cô thêm. Đây là số tiền cô đặt lấy, tôi gửi lại hết cho cô. Chúng tôi xin lỗi vì giúp không được. Chú Mạnh tức giận. Quá ra cũng chỉ một đám người lừa bịp thật khen thai cho bộ mặt giả tạo, trở mặt như trở bàn tay của mấy người. Các thầy không ai bảo ai, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà cô Thiêm. Bà Mừng vừa mệt, lại thêm phần lo lắng mà thăng. Ông trời ơi, gia đình tôi đã tạo nghiệp gì mà ông hành hại chúng tôi thế này? Chú Mạnh bây giờ mới đáp. Con đã khuyên can nhưng có ai chịu nghe đâu. Chỉ giỏi nghe lời của bọn họ lừa bịp là giỏi. Giờ trái nhà ra mặt chuột rồi nhé. Bà Mừng tức giận, anh không thấy hay sao mà còn nói thế thế chuyện dông nhập anh cũng nhìn tận mắt là giá được hay sao chú mạnh đáp lừa bịp tất cả là chiêu trò thôi chẳng có cái gì ma quái ở đây cả cô thêm nghe vậy bèn hỏi nếu dông nhập vào người khác thì có thể anh không tin vậy anh giải thích sao hành động kỳ lạ của mẹ chú mạnh trả lời chẳng có gì là lạ hết là mẹ tin quá mới bị người ta thôi miên mà thôi chiêu trò này nghiệp vụ chúng tôi nhìn là thấy ngay thím không cần thắc mắc dẹp hết đi cho tôi toàn trò bịp bợm lừa đảo cô thiên chẹp miệng ngao ngán nhìn lại cả canh đàn gian dở và lòng lại dâng lên nỗi lo âu khó tả cô thư thì nhanh tay dọn dẹp gọn gàng lại mọi thứ cô vừa làm vừa than không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này không lẽ không có cách gì khác hay sao cô Thiên sụp sịt đến nước này chắc em bán nhà vào sài gòn với thằng long chứ ở sau nổi cái đất này nhà này chú trưởng mua rồi không ai được bán đi đâu hết. Giờ chú ấy không còn thì thím càng phải ở đây gần mẹ và anh chị. Có chuyện gì còn quấn túm lấy nhau. Nhưng chồng em chết rồi. Nếu ngày ấy anh Trường không nặng nặc đòi về đây thì cũng đâu ra nông nổi này. Em không muốn ở đây. Không muốn cũng phải ở. Tôi không đồng ý cho thím bán căn nhà này. Chú ấy đã dứt giả mua về. Ở đây em sợ lắm. Mấy đêm trước em toàn mơ thấy ác mộng. Cô Thư cũng buộc miệng. Chả riêng gì cô đâu. Anh Mạnh dạo này cũng hay mơ mộng Gào thét giữa đêm lắm Tôi lo tới tận mất ăn mất ngủ Chứ có ăn yên gì cho cam Chú Mạnh thấy vậy tức giận quát vợ Cô ăn nói linh tinh cái gì thế Tôi mơ mộng gào thét cái gì mà cô nói thế Cô thư đáp Anh không nhớ không có nghĩa là anh không gặp ác mộng Đêm anh nhảy khỏi giường hét ầm ý Là mẹ cũng không ngủ được Anh có biết bao đêm em phải vất vả lắm Mới giữ được anh hay không Anh luôn miệng gọi hết thằng Tú đến thằng Tuấn Chú Mạnh nhăn mặt cao có tầm bậy được có nói linh tinh mau dọn đi còn đi nghỉ đừng làm ảnh hưởng hàng xóm láng gì nghỉ ngơi tôi chẳng bao giờ điên khùng tới nửa đêm còn bật dậy gọi tên con như thế cô thiêm đang dọn dẹp bàn tam cấp thì bất giác cơn gió lùa mạnh khiến cô lạnh sống lưng cô quay ngoắt lại phía sau lưng mình chột dạ hỏi mọi người có thấy gió lạnh buốt không sao tự nhiên em thấy nổi cả gai ốc lên rồi chú mạnh đập tay xuống ghế có cái gì mà cô sợ nếu cô sợ thì sang nhà ngủ với chị dâu đi. Bên này tôi ngủ rồi trông cho. Ma quỷ không sợ, tôi sợ trộm nó khuân hết cái đống đồ thờ kia. Mai cô đền cả mớ tiền đấy. Bà Mừng ngồi bất thần nãy giờ, thất thiệu đứng dậy dục con dâu. Chuyện lỡ rồi, hai con dọn gọn lại rồi về tranh thủ nghỉ ngơi đi. Bên này anh Mạnh thích trông, cứ để anh ấy trông. Cô thư phản đối, không được mẹ ơi, ngồi nhở anh Mạnh đụng trúng con ma kia thì sao? Còn lo, chú Mạnh gắt. Lo cái gì mà lo Tôi cũng muốn một lần chứng kiến cảnh con ma ấy nó ra làm sao Nhưng mà Không nhân với nhị gì cả Tất cả về nhà ngủ cho tôi Nếu có ma thật thì tôi muốn bắt nó Nếu không bắt được từ mai tôi không làm công an nữa Chú Mạnh nói giọng gắt gỏng Bà Mừng chỉ biết quay mặt lau dòng nước mắt Bà dục các con về nhà ngủ Chú Mạnh một mình ở lại ngôi nhà với nhiệm vụ trong cả đóng đồ thuê lập canh đạn còn bài ngọc ngoài sân. Hơn 12 giờ đêm, gió bắt đầu thổi mạnh ngoài trời lất phất mưa, một mình chú Mạnh ở lại căn nhà oan nghiệt. Đêm như dài hơn, chú Mạnh tự nhiên không ngủ nổi mà dậy hút vài điếu thuốc. Bao thuốc cứ vơi dần đi. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp nhị nhặn y như cái đêm mưa bão chú Nam đột ngột ra đi. Sáng hôm sau, trời mưa tạnh, cô Thư sang gọi chú Mạnh về ăn sáng chuẩn bị đi làm. Cô vừa mở cổng ra thì bị hình ảnh chú Mạnh đang lơ lửng treo cổ trên cây mít làm cô sợ hãi đến ngất liệm. Vừa hay hàng xóm nhà cô cũng vừa đi tới, thấy cô như vậy vội vàng lao vào hô hoáng mọi người cấp cứu. Bà Mừng và cô Thư bên nhà nghe tiếng hô hoáng cũng chạy vội sang. Mọi người lo nâng cô Thư dậy, bà Mừng nhìn về phía cây mít gào lên đau đớn. Mạnh ơi, sao con lại dại dột thế hả con ơi là con? Người hàng xóm đang dịu cô thêm vội vàng nhìn về cây mít thì cũng sốc tới suýt thả tay làm ngã cô thư chuyện chuyện chuy chuyện gì thế này sao anh mạnh lại treo cổ tử tử chúng chỗ anh nam chết lần trước bà mừng già tại chân run rẩy đang cố leo qua lan can ôm lấy xác chú mạnh còn đang lơ lửng trên cạnh còn sót lại trên kia mít oan nghiệt mồi bà mấp mái những câu gọi đau thương xé tim gan cô thêm sợ hãi cũng rung rẩy đỡ vội lấy mẹ chồng mẹ ơi mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi Bà mừng đẩy cô thêm ra mà gạo lên. Tránh ra, mẹ phải cứu con trai của mẹ. Mạnh ơi, sao con lại làm thế hả con? Con giết chết mẹ rồi con ơi. Bà ôm lấy phần ngàn hông của chú mà khóc. Tai bà đập mạnh vào cái xác chết của chú Mạnh đã lạnh cứng, không có phản ứng. Trời ơi, thằng con bất hiếu của tôi, sao lại dại dột thế này hả con? Con muốn mẹ sống sao đây? Cô thừa tỉnh dậy, nhưng hình ảnh chú Mạnh lơ lửng trên cành cây mít làm cô hoảng loạn gạo thét Rồi lại ngất liệm đi Có lẽ nỗi đau lớn nhất dành cho cô Khi trong vài tháng đã mất đi Tất cả những người thân yêu Ngài tuấn mất cô khóc ngất lên ngất xuống Ngài tuấn mất cô không muốn tỉnh lại Nước mắt quện vào nhau Mặn chát mà xót tận tâm can Giờ đến lượt chú mạnh mất Người chồng của cô Người đầu óc tai gối của cô Cũng bỏ đi đột ngột Làm cô điên dậy Không ai thấy nước mắt cô rơi bởi lẽ nỗi đau là quá lớn, cô đã cạn nước mắt cho những người thân yêu của mình. Hàng xóm báo công an, họ tới kiểm tra hiện trường và kết luận chú Mạnh là treo cổ tự tử. Cái chết của chú Mạnh được kết luận y chang cái chết của chú Nam ngày nào khiến mọi người không khỏi hoang mang. Sợi dây thòng lọng được tháo ra cũng nhanh chóng được tẩm xăng đốt đi. Sợi dây chú Mạnh dùng treo cổ cũng giống y như sợi dây chú Nam dùng treo cổ khi xưa hàng xóm giúp gia đình bà mừng đốt sợi dây mà còn kinh ngạc vì sự trùng hợp đến kỳ lạ mọi sự đồn thổi lại bắt đầu bùng lên và dẫn dắt câu chuyện theo hướng ma quỷ dị thường khác